Xin chào các bác nông dân. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bác một giải pháp hữu hiệu để trị rép vậy và rép sáp, những kẻ thù đáng ghét trên cây trồng của chúng ta. Đó chính là Eston 20SL. Eston 20SL là một loại thuốc trừ sâu đặc biệt, chuyên trị rẹp vậy và rẹp sáp cứng đầu. Với hoạt chất imidacloprid, thuốc này tác động nhanh và mạnh, thâm sâu vào cây để tiêu diệt rẹp từ bên trong, bảo vệ cây trồng của các bác thật tốt. Điều tuyệt vời ở Eston 20SL là nó không chỉ diệt rẹp hiệu quả, mà còn rất an toàn cho cây trồng. Các bác có thể yên tâm sử dụng vì sản phẩm này thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe gia đình hay vật nuôi. Cách dùng Eston 20SL cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng 100ml thuốc với 1 lít nước, sau đó phun đều lên lá và thân cây, nhờ phun kỳ để thuốc thấm vào cả những chỗ rép hay chồn nhé. Một lưu ý nhỏ là các bác nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát để thuốc phát huy hiệu quả tốt nhất. Tránh phun khi trời mưa to hoặc nắng gắt. Và quan trọng nhất, đừng quên đeo đồ bảo hộ lao động để giữ an toàn cho bản thân nhé. Rất nhiều nông dân đã tin dùng Eston 20SL và khen ngợi hiệu quả của nó. Nếu các bác cũng đang đau đầu vì rép vậy và rép sáp, hãy thử Eston 20SL ngay để bảo vệ cây trồng của mình. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Để biết thêm thông tin và mua sản phẩm, các bác hãy truy cập drplan.vn nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau.